Thị xã Phú Mỹ là địa phương được ghi nhận trong chương trình Địa phương trên đường phát triển hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình này. Thưa quý vị, được quy hoạch là đô thị mới với chức năng trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, thị xã Phú Mỹ trong tiến trình phát triển đã và đang chuyển dịch rất nhanh về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Và thay đổi vượt bậc hơn cả là hạ tầng giao thông, bởi giao thông luôn là điều kiện tiên quyết cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Đối với mọi địa phương, càng có vai trò quan trọng với trung tâm công nghiệp và cảng biển như Phú Mỹ. Hạ tầng giao thông từ nội vùng đến kết nối không ngừng hoàn thiện, thuận lợi, khang trang, thúc đẩy Phú Mỹ tiến nhanh, tiến vững chắc theo quy hoạch về chức năng, đồng thời còn là lợi thế so sánh để Phú Mỹ thu hút, thuyết phục các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Từ lợi thế này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiều năm liền đã và đang nằm trong top dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Chương trình hôm nay mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận thị xã Phú Mỹ nhận diện qua hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, tuyến giao thông tạo vị thế cho thị xã Phú Mỹ trước hết là tuyến quốc lộ 51. Hình thành từ thời Pháp thuộc, quốc lộ 51 bây giờ là quốc lộ 15. Trong dự án phát triển quy hoạch vùng giai đoạn mới, thì quốc lộ 51 được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải giao cho công ty cổ phần cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tức BVAC làm chủ đầu tư. Và như quý vị thấy đấy, đến nay tuyến quốc lộ 51 qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà cửa ngõ là thị xã Phú Mỹ ngày càng khang trang hơn, khẳng định vị thế là tuyến huyết mạch trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của cả vùng Đông Nam Bộ. Quốc lộ 51 dài 72,7 km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Điểm đầu tuyến nối với ngã tư Vũng Tàu thuộc tỉnh Đồng Nai và điểm cuối cùng kết thúc tại ẻo Âm Từ, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy, phần đi qua tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của quốc lộ 51 dài 52 km, riêng đoạn qua thị xã Phú Mỹ dài 23 km. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 51 được Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tức Công ty BVAC làm chủ đầu tư. Đường xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 3, đồng bằng, tốc độ thiết kế đạt đến 80 km/h với 8 làn xe, bao gồm 6 làn dành cho xe ô tô, 2 làn cho xe hỗn hợp và được phân cách ở giữa. Từ khi được nâng cấp mở rộng, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 51 gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu của Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu năm 2018, lưu lượng xe qua các trạm thu phí trên quốc lộ 51 đạt trung bình 38.000 lượt ngày đêm. Năm 2019, lưu lượng xe tiếp tục tăng, tháng cao nhất là tháng 4, bình quân có khoảng 40.164 lượt ngày đêm, vượt gấp 4 lần tiêu chuẩn thiết kế. Công nghiệp và cảng biển tại Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng cả trong và ngoài nước, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế Bà Rịa Vũng Tàu. Có được kết quả này thì hệ thống giao thông kết nối các khu công nghiệp cảng biển có vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là tuyến đường 965, tuyến giao thông không chỉ phục vụ cảng Cái Mép Thị Vải mà còn phục vụ cả hệ thống dọc sông Thị Vải, được Chính phủ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặc biệt chú trọng đầu tư. Bởi thực tế, tuyến giao thông này hoàn chỉnh đến đâu thì cảng biển phát triển đến đấy. Đường 965 nằm trong gói thầu số 5 của dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và giao cho ban quản lý 85 quản lý. Tuyến đường dài 8,3 km nối từ quốc lộ 51 vào cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải được khởi công ngày 14 tháng 10 năm 2008 bằng nguồn vốn ODA với tổng mức đầu tư 1.031 tỷ đồng. Đường thiết kế đạt vận tốc 80 km/h gồm 4 làn xe, không chỉ phục vụ cho cảng Cái Mép Thị Vải mà còn phục vụ cho cả hệ thống cảng nước sâu dọc sông Thị Vải. Mỗi ngày hơn chục ngàn lượt xe vận chuyển hàng hóa qua lại tuyến này. Về lịch sử ấy, thì cái chuyến đường này xây đến đâu thì cảng có đến đấy. Cũng như là đầu tư quyến cầu mới thì bắc qua cảng CMAT và cảng TCTT. Và cái cầu mới tiếp theo thì bắc qua cái khu của Cái Mép Hạ. Chúng ta đầu tư đến đâu thì chúng ta có cảng đến đấy và chúng ta có sản lượng hàng hóa thông qua đến đấy. Song song đấy thì cái cầu cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc kết nối giữa hàng hóa giữa các cảng với nhau.
Thưa quý vị, tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Phú Mỹ luôn gắn với những dấu mốc khởi công những công trình giao thông và hơn nữa là với những công trình giao thông với quy mô ngàn tỷ. Những tuyến đường mở rộng hơn, nối dài thêm đã tạo cho Phú Mỹ một diện mạo đô thị mới hiện đại và cũng là mang đến những cơ hội vươn tầm phát triển. Không ngừng hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối để nâng tầm vị thế cảng biển lẫn các khu công nghiệp, khu vực cái mép thị giải. Năm 2009, dự án đường liên cảng cái mép thị giải cũng được khởi công bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Đến thời điểm hiện tại, 2.789 tỷ 940 triệu đồng vốn trái phiếu chính phủ đã được bố trí đủ để hoàn thành dự án và toàn bộ hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thành. Tuyến liên cảng cái mép thị giải giữ vai trò kết nối các cảng dọc sông thị giải với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường cao tốc liên vùng phía Nam. Cùng với tuyến cao tốc liên vùng phía Nam, đường liên cảng còn có vai trò giảm tải cho quốc lộ 51, tạo nên trục liên thông giữa hệ thống cảng biển nhóm 5 gồm các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà không phải đi qua quốc lộ 51 và qua Thành phố Hồ Chí Minh, vốn thường xuyên bị ách tắc giao thông. Tuyến đường liên cảng cái mép thị giải là một trong tuyến đường quan trọng, huyết mạch nối liền toàn bộ hệ thống cảng biển nhóm 5 đi trên cái địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuyến đường liên cảng cái mép thị giải với tổng chiều dài 21,3 km với điểm đầu tại cảng cái mép hạ và điểm cuối được nối liền với khu công nghiệp cảng Phước An của tỉnh Đồng Nai. Rất nhiều dự án giao thông vẫn đang tiếp tục thi công trên địa bàn thị xã Phú Mỹ để hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối nội thị và liên tỉnh, góp phần giảm áp lực cho một số tuyến đường nối vào hệ thống cảng cái mép thị giải. Như đường Phước Hòa - Cái Mép là một trong hai tuyến giao thông quan trọng xây dựng bằng nguồn vốn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, kết nối quốc lộ 51 với đường liên cảng cái mép thị giải. Đường 991B được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 8 năm 2016, có chiều dài 9,73 km, trong đó có 4 cầu lớn nhỏ nằm trên tuyến. Tổng mức đầu tư đường 991B hơn 4.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến giao với đường Hội Bài - Tóc Tiên, điểm cuối tuyến giao với đường liên cảng cái mép thị giải. Tuyến đường đi ngang qua vùng quy hoạch trung tâm logistics hơn 800 hectare. Do vậy, tuyến cũng có vai trò rất quan trọng đối với mục tiêu phát triển logistics tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hạ tầng giao thông không ngừng phát triển và phát triển nhanh, quy mô lớn là bước chuyển nổi bật trong tiến trình phát triển của thị xã Phú Mỹ hướng tới mục tiêu trở thành đô thị công nghiệp và cảng biển. Thị xã Phú Mỹ phát triển được nhận diện rõ nét hơn cả qua hạ tầng giao thông không ngừng hoàn thiện về lượng và chất. Đầu tư vào hạ tầng giao thông cho Phú Mỹ cũng là tạo tiền đề quan trọng cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi thuận lợi về giao thông, kết nối càng giúp Bà Rịa - Vũng Tàu tăng lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư vào công nghiệp, cảng biển, hướng tới mục tiêu mà nghị quyết đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa 6 nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Xây dựng phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch, thưa quý vị. Chương trình Địa phương trên đường phát triển đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại chương trình này vào chiều mai với điểm đến là huyện Châu Đức.